Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ đi tìm con tàu đắm trong sự kiện Halloween nha anh em. Sự kiện Halloween Bắc Cốt thì nó sẽ có cái con tàu đắm ngoài biển biển Sáo đó. Thì tôi đang canh cái mặt trăng, do là nó ở biển Sáo anh em, nên khi mà trời tối mà anh em đi ra ngoài thì không thấy gì luôn, là mù luôn á. Dạ tôi phải canh cái mặt trăng sao cho mà mình đi ra ngoài là nó sẽ sáng, cho mình có thể vô mình thấy được cái con tàu nó. Chủ yếu tàu này cũng không có gì đâu, cũng có mấy cái rương mình nhặt này nhặt nọ thôi, có mấy con thuyền ma đi mình vòng và cái con cá mập thế thôi. Chủ yếu là tôi vô tôi coi coi cái tàu đắm nó như thế nào đó. Lúc đét Halloween thì mình đi khám phá rồi này nọ cho vui mà. À, có xe. Sẵn đánh xe luôn này người. Tại tôi cũng đang thiếu ép rồi. Đánh cho nó có nhiều ép tôi đổi chiếc quỷ đổi tập rồi. Giờ ít quá. Chắc mà nó làm khá ngon. Gặp tôi có cái dung miệng, cái dung miệng 30 mấy% sát thương trên biển này nữa, nó đẹp cực to luôn. Ok, vô biển Sáo nè, trời vẫn chưa sáng, ngồi nó sắp sáng rồi, sắp sáng rồi, có hui luôn nè. Chập chập con tàu đắm gì mình không thấy gì á, giờ gán đi kiếm nó rồi. Đi thì cứ anh em cứ đi hẳn rồi thôi, hiện rồi bỏ con xì này đi anh lên. Nghe con xe này tao đóng như cứ anh em cứ đi thẳng thôi, đi qua biển Sáo rồi đi vòng biển Sáo nó sẽ xuất hiện. À nó không giống như đi than còn phải đi 5 người rồi, mình đi có người tin có người cũng được. Thì sao con này nó ra được như trời. Ơi, tao bắn chết 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 no ơi toàn đi được, còn có chút xíu vậy trời, còn có xíu máu rồi nè ơi, không biết đi được tới tàu đóng không nữa. Gặp con cá mập thế cắt bài huyền luôn. Ấy rồi thì luôn xong luôn, để nuôi gì chính thức truyền thuyền anh em ơi. Ôi xuất hiện rồi nè. Nhưng mà trời hiện giờ đang tối nữa tại trời, tôi đánh con cá mập cái thuyền này đi, cá mập với lại cái thuyền này, tấm mấy này như được xương hay gì đó này. Chung như lại cái gì em tự làm gì à, xuất hiện một cây đồ sắt ra à, chết rồi chết rồi, chẳng hai con luôn, phải một con nữa, hai một đi em ơi. Ở đây là cái đống vật chất lạ về xương mà cái vật chất gì vậy chứ. Đánh con cá mập này người ok, xong hồi miệt mài đánh gì tôi đã đến xong rồi, giờ tìm cái tàu đắm rồi. Tôi không thấy gì hết á, tôi biết thì đúng hơn tàu đâu, tàu đắm đâu ta. Ok tìm được cái chỗ tàu đắm rồi nè. À, rồi đi vòng vòng nãy giờ không thấy đâu luôn. Rồi cái này cô không có gì, có thua rồi không thấy gì nữa sao, tại biển Sáo mà còn trời tối nữa. Nói trời tối mà em ra đây là vậy không thấy gì luôn. Vẫn kề Sovita không thấy gì. Có mấy cái rương trên đây nè, rương vàng rương kim cương rồi khá nhiều rương. Đáng lẽ đi chợ sáng đi tôi ngắm cái con tàu này chứ,
Chứ ra đây nhà tôi người chết quá, chủ yếu là tôi ra đây nhắm tàu mà tôi vui gì à. Chắc phải đi lại lần hai quá. Thôi tôi vui luôn, từ từ để tôi đi quay lại đi lần hai nha mày, khi chỗ này tối quá. Ok, sau một hồi tìm thì tôi đã tìm được thấy thảo rồi, đã là đắm rồi. Bây giờ cũng là trời sáng luôn, có hợp lý. Trước khi vào chỗ đó thì rắn mấy chuyện mà các mập thì đi ba mươi hai thuyền chứ nó đánh chuyện ngoài này. Thôi biến mất rồi, nhiều thuyền tôi bị đẩy đi. Đừng biết ra nữa. Rồi, đi vô khám phá rồi rồi rồi. Đi. Để lại khám phá cái chỗ đó này. Cái tổng quát về cái con đảo, cái đảo mới chỗ thuyền đắm này ha. Nó nhìn tổng quát, tôi chụp bức ảnh cái này. Mỗi nhiều lần chụp chụp làm thumbnail này. Ok, đó được rồi. Vô coi có gì không, vẫn là mấy cái rương này, mấy cái rương rồi còn rương bạc không ta, à để rương kim cương còn có giá trị. Đây có gì rồi, đây đây cũng trong quê chúng quá không có gì nữa. Về nói chung thì trên đảo này không có gì thú vị á, chỉ có mấy cái đường đồ thôi, chủ yếu ra đây là ngắm nó thôi, ngắm con tàu thôi. Anh em cũng nên ra coi thử con tàu này đi cho nó có, và là mình đã có là thấy con tàu một lần nữa để chơi cho biết nữa. Đó kia thì cái gì là lạ luôn. Rồi, nói chung là video này cũng kết thúc ha. Hẹn anh em ở video sau. Bye.